Kính chào quý vị và các bạn, hân hạnh được đồng hành cùng các cô chú, các anh chị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin được kính chúc quý vị sẽ luôn thật nhiều năng lượng và dồi dào sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể. Thận yếu sẽ ảnh hưởng tới khả năng thải độc, chức năng sinh lý, hoạt động bài tiết, từ đó khiến cơ thể suy yếu. Việc bảo vệ sức khỏe cho thận là rất quan trọng và cần được duy trì liên tục. Dưới đây là những loại thức uống tốt bổ cho thận và những loại thức uống mà người bệnh thận nên tránh xa. Xin gửi tới quý vị và các bạn trong video hôm nay. Thận khỏe lên rất nhanh nếu uống 5 loại nước này, cực tốt cho người thận yếu. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Như cô bác đã biết, khi thận bị nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài tác động vào thì chức năng của thận sẽ yếu dần đi. Ban đầu, những dấu hiệu của chứng thận yếu thường mờ nhạt và rất khó để nhận biết. Tuy nhiên, chúng lại tiến triển âm thầm theo thời gian và chúng ta chỉ phát hiện ra khi bệnh tình đã ở giai đoạn cuối. Thận không khỏe sẽ mất đi khả năng lọc chất thải, từ đó các loại độc tố sẽ tích tụ dần dần trong cơ thể và dẫn đến nhiều vấn đề không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Trong đó có hoạt động của hệ bài tiết. Để chữa trị những căn bệnh về thận, các bác sĩ sẽ căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh cũng như tình trạng bệnh của mỗi người mà sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc tuân thủ đúng phác đồ này, cô bác bổ sung một số loại thức uống tốt cho thận. Những loại thức uống này là gì và chúng có tác dụng như thế nào đến thận của chúng ta? Ngay bây giờ cô bác hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! 1. Trà bồ công anh. Bồ công anh còn có tên gọi khác là bồ cóc, rau bao, rau diếp dại. Đối với những cô bác nào mắc chứng thận yếu thì việc sử dụng trà bồ công anh sẽ đem lại tác dụng thanh nhiệt, chống phù thủng, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và ngăn ngừa sự tiến triển của các bệnh lý liên quan đến thận một cách đáng kinh ngạc. Trà bồ công anh cũng là loại thuốc lợi tiểu tự nhiên hỗ trợ cho những quả thận đang bị suy yếu, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn. Ngoài ra, loại trà này cũng đóng vai trò như một chất khử trùng, có tác dụng ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Một lợi ích tuyệt vời khác của trà bồ công anh là nó sẽ giải quyết một vấn đề mà hầu hết các bệnh nhân tiểu đường đều gặp phải, đó chính là kích thích tuyến tụy sản xuất ra insulin và giúp thận loại bỏ lượng đường tích tụ trong thận ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, trà bồ công anh cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa đáng kể giúp làm sạch thận và bảo vệ thận khỏi các gốc tự do gây hại. Chính vì những lý do trên, việc uống trà bồ công anh hàng ngày chính là một liều thuốc tự nhiên giúp bảo vệ thận của cô bác khỏi rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. 2. Giấm táo. Giấm táo rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là hai quả thận. Axit acetic trong giấm táo là loại axit được hình thành trong quá trình lên men táo, nên tính axit của nó chỉ ở mức độ vừa phải. Khi đi vào cơ thể của chúng ta, loại axit này cũng không cần phải trải qua quá trình chuyển hóa phức tạp và nó sẽ giúp cô bác rửa sạch các mảng bám xuất hiện trên ống thận một cách dễ dàng. Ngoài ra, giấm táo cũng có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ cho thận của những cô bác mắc chứng thận yếu đào thải. Mắc chứng thận yếu đào thải bớt lượng axit dư thừa cùng các chất độc hại ra khỏi cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành sỏi thận cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, các loại axit trong giấm táo cũng sẽ phá vỡ những viên sỏi đã hình thành trong thận và đưa chúng ra ngoài theo đường nước tiểu. Cô bác có thể sử dụng giấm táo để trộn với món salad hoặc pha giấm táo với một cốc nước để uống đều được. Giấm táo nên được pha loãng hoặc đưa vào các món ăn theo những cách này để đảm bảo tính axit của chúng không làm ảnh hưởng đến lớp niêm mạc thực quản và dạ dày của cô bác. Những cô bác nào không mắc bệnh dạ dày thì có thể uống nước giấm táo trước khi ăn để làm sạch đường ruột. Nếu không thích mùi giấm táo, cô bác có thể pha thêm một chút mật ong hoặc sử dụng giấm táo dạng viên để uống. 3. Nước ép cà rốt. Cà rốt có khả năng giúp thận thải sạch độc tố và các kim loại nặng bằng cách cung cấp một lượng lớn chất xơ và vitamin để nâng cao khả năng hoạt động của thận. Carotin trong cà rốt cũng có tác dụng thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và các chất độc hại khi thận của cô bác không còn khỏe như trước. Nhờ vậy, cô bác sẽ ngăn ngừa được những căn bệnh có liên quan đến thận xuất hiện ngày càng nhiều thêm. Cà rốt cũng là một trong những loại thực phẩm giúp điều chỉnh huyết áp và lượng đường huyết trong cơ thể cực kỳ hiệu quả. Như cô bác đã biết thì huyết áp cao và tiểu đường chính là hai nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về thận cũng như chứng suy thận. Do đó, việc ăn cà rốt không chỉ giúp cho cô bác ổn định bệnh tình của mình mà còn bảo vệ thận của cô bác an toàn trước những hệ quả khôn lường mà hai căn bệnh này có thể gây ra. Tuy có nhiều lợi ích rất tốt cho cơ thể,
Thế nhưng do cà rốt có hàm lượng kali khá cao nên cô bác không được sử dụng loại thực phẩm này quá nhiều. Cách tốt nhất là cô bác hãy sử dụng nước ép cà rốt khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Mỗi lần khoảng 250ml là vừa đủ để giúp thận luôn khỏe mạnh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cơ thể. 4. Trà xanh. Trà xanh là loại thức uống không chứa calo, ngon và rất an toàn cho những bệnh nhân suy thận. Một tách trà xanh mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe toàn diện của cơ thể, mà chúng còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và IgCC vô cùng tốt đối với chức năng thận của cô bác. Ngoài ra, trong trà xanh còn chứa một hoạt chất đóng vai trò giống như chất chống oxy hóa. Chất này sẽ giúp bảo vệ thận của cô bác khỏi những tác động xấu, đồng thời hỗ trợ tích cực cho chức năng lọc của thận, từ đó giúp thận loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng khi thận đã yếu đi. Trong trường hợp cô bác có sử dụng thuốc thì trà xanh sẽ bảo vệ thận của cô bác khỏi độc tính của những loại thuốc này để thận không bị tổn thương. Ngoài ra, trà xanh cũng giúp cải thiện chức năng thận ở những cô bác bị tiểu đường, giúp thận tránh được những hệ lụy nguy hiểm từ căn bệnh này. Bên cạnh đó, việc uống trà xanh cũng giúp cô bác ngăn chặn sự hình thành và phát triển của sỏi thận. Khi sử dụng trà xanh, cô bác có thể kết hợp chúng với một chút mật ong và nước cốt chanh để tăng thêm giá trị dinh dưỡng và hương vị cho loại thức uống này, cô bác nhé! 5. Nước lọc. Bên cạnh những loại nước kể trên thì nước lọc chính là loại thức uống mà những cô bác mắc phải chứng thận yếu cũng cần phải cung cấp đầy đủ cho cơ thể mỗi ngày. Lượng nước mà cô bác cần sử dụng là từ 1,5 đến 2 lít nước. Nếu cô bác uống quá nhiều hoặc quá ít so với con số này thì đều mang lại tác động tiêu cực đến thận và làm trầm trọng thêm bệnh tình của mình. Nếu uống quá nhiều nước sẽ khiến thận phải làm việc liên tục dẫn đến quá tải, từ đó gây ra tổn thương, sưng phồng hoặc viêm cấp tính cho thận. Ngoài ra, việc này còn khiến chất điện giải trong cơ thể bị loãng, từ đó gây ra tình trạng mệt mỏi, thậm chí là gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Ngược lại, nếu trong nước mà cô bác nạp vào cơ thể không đủ sẽ khiến quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã của thận gặp khó khăn. Lâu dần, những chất độc này sẽ tích tụ lại khiến cơ thể của cô bác bị nhiễm độc. Tình trạng này kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ gây sỏi ở thận và đường tiết niệu cho cô bác. Những thức uống mà người mắc bệnh thận nên tránh xa. 1. Cà phê. Đối với một số cô bác thì việc sử dụng cà phê hàng ngày đã trở thành thói quen khó từ bỏ. Thế nhưng nếu cô bác đang gặp phải các vấn đề về thận thì việc dung nạp cà phê có thể làm cho bệnh tình của cô bác trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, cà phê cũng là loại thức uống chứa hàm lượng caffeine rất cao. Khi cô bác nạp vào cơ thể quá nhiều cà phê sẽ làm gia tăng nồng độ canxi trong nước tiểu. Chính điều này sẽ tạo điều kiện cho sỏi hình thành ở thận và hệ tiết niệu của cô bác dễ dàng hơn. 2. Các loại đồ uống có cồn. Nếu thường xuyên uống quá nhiều thức uống có cồn, nồng độ cồn trong máu của cô bác sẽ tăng cao và thận phải làm việc hết công suất để đào thải những độc tố này ra ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài, thận của cô bác sẽ bị tổn thương, thậm chí là suy yếu. Nếu cô bác đã mắc bệnh thận rồi mà vẫn sử dụng những loại đồ uống này thì bệnh tình của cô bác sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, thức uống có cồn còn khiến cho cơ thể của cô bác bị mất nước và điều này sẽ làm hạn chế quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã của thận. Chính vì lý do này, những người hay uống rượu bia thường có nguy cơ sỏi thận, sỏi tiết niệu cao hơn bình thường. Đồng thời, uống nhiều thức uống có cồn còn làm tăng huyết áp, một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên bệnh thận cho cô bác. 3. Đồ uống có ga. Các loại đồ uống có ga như Coca, Pepsi, soda đều là những loại thức uống khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây đều là những loại đồ uống có chứa hàm lượng axit cao. Sau khi uống những loại thức uống này, chúng sẽ làm thay đổi tính chất của nước tiểu, từ tính kiềm sang tính axit. Điều này sẽ làm lắng đọng axit uric trong hệ tiết niệu và gây sỏi cho cô bác. Ngoài ra, các loại thức uống có ga không chỉ khiến cho nồng độ đường trong nước máu của cô bác sẽ tăng lên, mà chúng còn có thể khiến cho thận của cô bác bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, những cô bác có vấn đề về thận không nên dùng những loại đồ uống này để tránh làm bệnh trạng nặng nề thêm. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những loại thức uống tốt và không tốt cho người gặp phải các vấn đề về thận. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho cô bác trong việc lựa chọn ra một loại đồ uống thích hợp để hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh của mình. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video lần sau.